Mình các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Thì ở cái video này thì mình lại tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án MetaVC Network BRIDOP. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta nhận miễn phí 60 cái token MLB, xấp xỉ 60 đô nhé. Và mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 10 cái token MLB này và xấp xỉ 10 đô. Và tất cả dành phần thắng cho tất cả mọi người tham gia kèo iDrop này, và nó sẽ trả token cho chúng ta vào ngày 23 tháng 3 nha các bạn. Rồi, ok thì xin mời các bạn hãy kích vào link mình để dưới phần mô tả nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ iDrop này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ tham gia vào, bấm vào ROI để chúng ta tham gia. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ chính như sau. Và chúng ta sẽ follow Twitter. Ở đây các bạn bấm follow theo dõi cho mình. Rồi tiếp theo ở cái bài này các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều giúp mình nhé. Rồi sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta đăng ký kênh YouTube. Ở đây các bạn bấm đăng ký kênh. Rồi các bạn quay trở lại, các bạn join vào nhóm Telegram. Đây là nhóm Telegram channel nhé. Và chúng ta join vào nhóm Telegram group nữa. Sau khi chúng ta tham gia thì các bạn hãy comment cái chữ nội dung ký tự như sau. Viết in hoa nhé, MLB, tên token nhé các bạn. Rồi ở đây thì các bạn quay trở lại, các bạn quay trở lại chúng ta bấm check cho mình. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần ROI AROP. Ở đây thì nó hiện lại cái thông tin cho chúng ta một lần nữa, nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 và trả token về ví cho chúng ta vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Các bạn bấm vào submit cho mình. Rồi, ở đây hỏi mình đã tham gia hai cái nhóm Telegram này chưa? Nếu như tham gia rồi thì các bạn bấm đô nhé, nếu chưa thì chúng ta sẽ tham gia và chúng ta bấm đô cho mình. Ở đây thì yêu cầu mình gửi cái link trang cá nhân Twitter này. Thì các bạn hãy mở lại cái app Twitter nhé. Các bạn phải khởi động được cái app Twitter thì chúng ta mới vào cái trang chủ được. Ở đây có cái avatar này, các bạn bấm vào. Tiếp theo các bạn bấm vào hồ sơ cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào ba chấm. Các bạn bấm vào nút chia sẻ cho mình. Các bạn bấm vào avatar này, các bạn bấm vào hồ sơ, bấm vào nút chia sẻ này. Các bạn bấm vào nút chia sẻ cho mình. Rồi chúng ta sao chép link trang cá nhân Twitter của các bạn nhỉ. Các bạn dán vào cái phần nhiệm vụ cho mình. Để cho đúng theo hướng dẫn thì các bạn xóa cho mình những cái ký tự đằng sau đi. Đó. Rồi tiếp theo yêu cầu mình like và chia sẻ video và gửi cái username của channel thì các bạn kích vào đây cho mình. Chúng ta sẽ like một video nhé, chúng ta sẽ like một cái video đầu. Rồi. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái phần 3 vào cái avatar của kênh YouTube. Đó, sau đó các bạn bấm vào kênh của bạn. Rồi các bạn tiếp theo thì các bạn bấm vào ba chấm ở đây, các bạn bấm nút chia sẻ cho mình. Chúng ta sẽ sao chép cái liên kết này và các bạn dán vào. Rồi bước cuối cùng là gửi cái link cái địa chỉ ví nhé, thì các bạn có thể lấy trên cái ví chút Quanet hoặc MetaMask đều được. Ở trên cái ví chút các bạn lấy cho mình cái đồng BNB này. Đó, các bạn sao chép địa chỉ ví nhé. Các bạn dán vào đây. Rồi ok, như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Thì các bạn bấm vào đây để chúng ta kiểm tra số dư này. Đó, sau khi chúng ta làm nhiệm vụ iDrop xong thì chúng ta sẽ có ngay. Ở đây là có ngay 160 cái token MLB. Hiện tại mình đang check cái số dư nhưng mà chưa thấy có ra, chắc là bot nó đang bị đơ. Đây là top giới thiệu. Đây. Hoàn thành xong thì nhận được 60 cái token MLB này. Đó. Xấp xỉ 60 đô nhé, cực kỳ là ngon. Rồi, ok thì cái video chia sẻ cái kèo AROP nhận miễn phí 60 cái token MLB xấp xỉ 60 đô đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.
Nếu như các bạn thấy cái video của mình hay bổ ích thì các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký kênh để nhận những cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như những video mới nhất trên kênh của mình nhé.